Thưa quý vị, sáng nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2015, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại rất hoang mang khi đọc tin trên báo Người Việt, cựu Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đã qua đời do tai biến mạch máu não khi ông đang có mặt tại Đà Nẵng để thăm thân nhân. Và rồi sau đó nhiều nguồn tin khác nhau đã loan báo rằng tướng Hoàng Xuân Lãm vẫn còn sống. Thưa quý vị, bây giờ là chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2015, Vũ Nhân có mặt tại tư gia của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm để gửi đến quý vị phần phỏng vấn sau đây. Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay chiều thứ Bảy, Vũ Nhân rất hân hạnh được Trung tướng cho đến nhà để mà được phỏng vấn. Dạ thưa Trung tướng, qua cái tờ báo Người Việt đăng tin là Trung tướng đã mất tại Việt Nam, cộng đồng người Việt các nơi trên thế giới rất là xôn xao. Có hai nguồn dư luận khác nhau. Một nguồn dư luận thì sau khi đưa cái tin là Trung tướng vẫn còn ở Mỹ thì nhiều người nói chắc là ổng về Việt Nam, ổng thăm Việt Nam chơi rồi chết bên đó rồi không có dám nói nên giả bộ đưa cái tin này ra. Thì cộng đồng rất là xôn xao. Ngày hôm nay Vũ Nhân được sự cho phép của Trung tướng thì xin Trung tướng có thể cho biết cái người mà có cái tên là Duy Lam đó thì có liên lạc với Trung tướng thường xuyên không hoặc là như thế nào? Dạ thưa Trung tướng. Cái ông Duy Lam là ông có làm với tôi một thời gian làm chánh văn phòng, nhưng mà qua Mỹ đây cách đây 2-3 năm tôi có gặp lại một lần, rồi hiện tại thì ông cho cả gia đình ông về ở miền Đông, ở New York. Thôi từ lâu không được tin tức. Dạ thưa quý vị, Vũ Nhân hỏi như vậy là để chị cái Duy Lam không phải là ở đây, chúng tôi không có dám nói là chú Duy Lam đó, sợ có nhiều người người ta giả cái nickname Duy Lam đó là cái điều đó. Dạ thưa Trung tướng, trong từ ngày mất nước tới giờ Trung tướng có khi nào về Việt Nam chưa? Không, từ ngày mất nước tôi qua đây tôi chưa bao giờ về Việt Nam. Dạ thưa Trung tướng, thì sau khi cái bản tin đó đăng lên thì Trung tướng và gia đình thấy cái trường hợp đó nó như thế nào? Thì ở bên Mỹ này là một sự tự do cũng như những sự tự do khác, báo chí họ có quyền tự do, thành họ đăng nhiều tin tức. Mình thấy hàng ngày chứ không phải là chỉ là hàng tháng là họ đăng báo chuyện này chuyện khác. Nhưng mà rồi thì cũng điều tra ra cho rõ, thì khi nào sự thật thì phải thấy rõ hàng ràng hơn. Tôi cũng hôm nay gặp SBTN ở đây và nói với ông chuyện lời gia đình tôi, nói với ông Trung Hồ là vừa rồi chúng tôi theo dõi SBTN trong thời gian 30 tháng 4, thì chương trình năm nay ông làm rất là đầy đủ chi tiết và rất là ngoạn mục. Chúng tôi có lời người khen ông và tất cả những anh em 30 tháng 4 được tốt đẹp như thế. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của ông và gia đình dành cho đài truyền hình SBTN. Vũ Nhân kính chúc những gì tốt đẹp nhất đến với ông và gia đình.